một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Mỹ sẽ đến Hàn Quốc lần đầu tiên sau nhiều thập niên nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Triều Tiên. Theo một quan chức giấu tên, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ công bố một tài liệu có tên gọi Tuyên bố Washington nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Mỹ tuần này. Tài liệu sẽ đề cập tới quan hệ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, cũng như các biện pháp nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với Triều Tiên. Chúng tôi dự định thực hiện các bước để làm cho khả năng răn đe của chúng tôi trở nên rõ ràng hơn thông qua việc triển khai thường xuyên các khí tài chiến lược, bao gồm chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Mỹ tới Hàn Quốc, điều chưa từng xảy ra kể từ đầu những năm 1980, quan chức cấp cao cho biết. Theo quan chức Mỹ, ngoài tàu ngầm hạt nhân, các khí tài khác của Mỹ, bao gồm máy bay ném bom hoặc tàu sân bay, cũng sẽ được triển khai tới Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tăng cường huấn luyện, diễn tập và các hoạt động mô phỏng để cải thiện cách tiếp cận của Liên minh Mỹ-Hàn nhằm ngăn chặn và phòng vệ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, bao gồm việc tích hợp tốt hơn các khí tài thông thường của Hàn Quốc vào kế hoạch chiến lược của chúng tôi, quan chức Mỹ nói thêm. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Mỹ hôm 24 tháng 4. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc tới Mỹ sau hơn 12 năm gián đoạn. Trong chuyến đi kéo dài 6 ngày, ông Yoon sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Biden và các chính trị gia hàng đầu của Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc sẽ có các bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Mỹ, cũng như tại Đại học Harvard. Theo South China Morning Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.